Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh, website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719. Bà bầu nên ăn gì để cho thai bám chắc vào tử cung trong 3 tháng đầu của thai kỳ? Lần đầu tiên làm mẹ, lần đầu hồi hộp chờ chuyển phôi thành công, hẳn ai cũng mong thai bám vào thành tử cung thật chắc. Ăn gì để cho thai bám chắc lúc này trở thành cứu cánh có vẻ khả thi nhất? Bị đồng thai và thai không bám vào buồng tử cung trong những tuần đầu tiên của thai kỳ là một tin không vui. Ngoài việc thực hiện theo những hướng dẫn của các bác sĩ, vì mẹ bầu cần tìm hiểu ăn gì để cho thai bám chắc hơn, tránh bị đồng thai lặp lại một lần nữa hiện tượng phôi thai không bám vào thành tử cung. Khoảng từ 1 đến 3 tuần khi phôi làm tổ, những dấu hiệu mang thai sớm nhất đã biểu hiện tương đối rõ ràng, nhưng nhiều mẹ vẫn không chắc là bản thân mình đã mang thai. Đơn giản vì lúc này thai nhi vẫn chưa được hình thành, hiện tượng làm tổ lại thực sự là phức tạp. Đó là sự kết hợp giữa nội mạc tử cung và phôi thông qua nhiều cơ chế như từ tiết nội tiết của tế bào mẹ và nhau thai, giữa tế bào nhau thai và phôi, và giữa tế bào mẹ và phôi. Bản thân phôi cũng tự tiết ra một loại protein bám trên bề mặt, giúp cho phôi đang ở trạng thái di chuyển tự do trong lòng tử cung sang bám dính vào nội mạc tử cung. Vị trí bám dính hay gặp nhất là đáy tử cung, và khi tỷ lệ bóc tách ít nhưng được phát hiện và điều trị kịp thời thì khả năng giữ thai sẽ xảy ra cao hơn. Ngược lại, khi tỷ lệ này cao hơn trên 50% thì khả năng mất thai sẽ cao hơn. Để tránh dọa sẩy thai và sẩy thai, mẹ bầu nên thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho thai kỳ như nghỉ ngơi, nội tiết progesterone, đường uống hay là đặt âm đạo. Vẫn có một tỷ lệ nhỏ các trường hợp bóc tách túi thai không điều trị được. Có trường hợp bóc tách túi thai vài ngày sau khi thai chết, có thể là một phần do thai bất thường nên được thải ra ngoài theo cơ chế tự nhiên. Do đó, bạn nên tiếp tục tái khám theo lịch hẹn để xem thai có phát triển tiếp tục hay là không. Vậy, ăn gì để cho thai bám chắc vào tử cung? Ở những tuần đầu tiên của thai kỳ, chế độ dinh dưỡng cho bà bầu cần có một số những lưu ý. Ví như, nên ăn một bữa ăn nhẹ, giàu carbon hydrate khoảng 15 đến 20 phút trước khi bước chân ra khỏi phòng ngủ. Vì là bữa ăn nhẹ nên không phải chuẩn bị quá cầu kỳ, mẹ có thể đặt sẵn ở đầu giường một lọ bánh quy mặn, các loại hạt ngũ cốc hoặc trái cây sấy khô, khi thức dậy là có thể ăn liền. Khẩu phần dinh dưỡng khi có dấu hiệu mang thai những tuần đầu tiên nên chia 3 bữa ăn chính thành 6 bữa ăn nhỏ mỗi ngày. Chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa, kết hợp ăn tinh bột cùng với nguồn protein nạc có từ thịt gà và cá. Mẹ cũng đừng quên uống thêm sữa ít béo và bổ sung thêm các chế phẩm từ sữa vào buổi sáng và buổi tối. Vậy, chuyển phôi xong thì nên ăn gì? Những tuần đầu tiên sau khi chuyển phôi tương ứng với những tuần đầu tiên trong một thai kỳ bình thường, chính là giai đoạn hình thành nên tất cả các cơ quan và hệ thần kinh của thai nhi. Trong thời gian này, mẹ nên lưu ý lựa chọn các thực phẩm tươi và sạch để tránh ngộ độc và đau bụng. Mẹ cũng đừng quên tìm hiểu những lời khuyên về dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu để ăn đủ và đúng. Theo dân gian, cháo cá chép có tác dụng giữ phôi thai rất tốt nên mẹ có thể thử ăn cháo cá chép 3 lần trong một tuần. Uống nhiều nước và sữa, các loại nước ép trái cây hoặc trái cây tươi, nên chọn những trái cây có tính mát như cam, chuối, khoai lang. Nên ăn nhiều các canh rau có màu xanh đậm để kịp thời bổ sung axit folic cho thai nhi. Sau chuyển phôi từ 1 tuần đến 10 ngày, mẹ có thể ăn uống bình thường, nên ăn đủ và đa dạng các nhóm thực phẩm. Vậy, ăn gì để phôi thai phát triển một cách tốt nhất? Để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của thai nhi, axit folic, đạm, sắt và canxi là 4 chất mà mẹ không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng của mình. Thứ nhất là axit folic. Axit folic cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào và cần cho sự hình thành của tế bào máu. Phụ nữ mang thai cần từ 400 mg trong một ngày, gấp đôi người bình thường, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của thai nhi. Giai đoạn đầu của thai kỳ, nếu không bổ sung đầy đủ axit folic có thể gây ra các khuyết tật về ống thần kinh, bệnh hở hàm ếch ở trẻ sơ sinh và gây sẩy thai. Thứ hai là chất đạm. Mỗi ngày mẹ bầu nên bổ sung cho cơ thể khoảng 71 gram đạm. Có nhiều nguồn cung cấp đạm trong thực phẩm hàng ngày như thịt, trứng và các loại đậu. Tuy nhiên, cá vẫn là một trong những nguồn đạm tốt nhất. Mẹ bầu nên ăn ít nhất 2 bữa cá trong một tuần. Thứ ba là chất sắt. thành phần không thể thiếu để giúp cho mẹ bầu hạn chế tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, vấn đề phổ biến ở hầu hết các mẹ bầu. Mẹ bầu cần khoảng 27 mg sắt mỗi ngày trong thực đơn dinh dưỡng của mình. Các loại thịt đỏ là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, mẹ bầu có thể bổ sung sắt thông qua các loại rau như rau bina và các loại đậu nhiều sắt như đậu lăng. Những thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp bạn hấp thu sắt từ thực vật tốt hơn. Vì vậy, mẹ bầu đừng bỏ qua các loại trái cây họ nhà cam, quýt để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Thứ tư là canxi. Thai nhi cần canxi để hình thành xương và răng. Trong trường hợp bạn không tiêu thụ đủ lượng canxi cần thiết, bé sẽ lấy canxi tích trữ trong lượng xương của bạn. Uống sữa hoặc tiêu thụ các chế phẩm từ sữa 4 lần mỗi ngày sẽ giúp bạn có 1000 mg canxi. Tìm hiểu kỹ việc ăn gì để thai bám chắc trong những tuần đầu của thai kỳ không chỉ hỗ trợ cho thai nhi phát triển tốt mà còn giúp cho bà bầu tự tin trên hành trình 40 tuần thai đầy khó khăn nhưng thực sự là hạnh phúc. Vâng, và tiếp sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu. Trong suốt 9 tháng mang nặng, 3 tháng đầu được xem là giai đoạn nhạy cảm nhất do thai nhi còn quá nhỏ và mẹ bầu cũng chưa quen với những biến đổi của cơ thể. Để thai nhi phát triển tốt nhất, bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu? Mangthaibaby.com sẽ giúp mẹ lên sẵn các danh sách đen sau đây. Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu là câu hỏi phổ biến của rất nhiều mẹ, nhất là những người lần đầu lên chức, bởi đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Mẹ bầu đang học cách thích nghi dần với sự thay đổi của cơ thể, còn bé cưng thì đang dồn sức cho quá trình hình thành và phát triển não bộ cũng như là hệ thần kinh của mình. Chỉ một sơ suất nhỏ, cả mẹ và bé đều có thể bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu mang thai 3 tháng đầu mẹ không nên ăn gì. Trong giai đoạn đầu, thai nhi còn khá nhỏ và chưa ổn định nên rất dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài, các vi khuẩn và virus gây bệnh. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sự phát triển cũng như sức khỏe của bé cưng, thực đơn dinh dưỡng khi mang thai cần tránh các món ăn sau. Thứ nhất là thịt gia súc, gia cầm sống hoặc tái, thức ăn để lạnh, các loại thực phẩm có chứa thành phần trứng sống, phô mai mềm, chưa tiệt trùng, pate đông lạnh, bởi chúng có chứa vi khuẩn gây hại đến sự phát triển của thai nhi. Thứ hai là các loại cá mập, cá kiếm, cá thu và cá kình. Đây là những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ. Thứ ba là thực phẩm quá mặn và quá nhiều muối. Thứ tư là không nên ăn nhiều rau răm và ngải cứu trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Thứ năm là không nên uống rượu, bia và các loại nước uống có caffeine. Thứ hai, chúng ta cùng đi tìm hiểu quan hệ khi mang thai, khi nào thì nên kiêng. Trong một số những trường hợp nhất định sau đây, bác sĩ có thể sẽ đưa lệnh cấm vận trong 3 tháng đầu của thai kỳ để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thai kỳ của bạn. Thứ nhất là đối với các mẹ dọa sảy thai, chảy máu âm đạo nhiều, mẹ bầu bị nhau tiền đạo, có tiền sử sinh non và sảy thai, hoặc có các bất thường về nước ối và nhau thai. Nếu không có chỉ định của các bác sĩ, quan hệ tình dục khi mang thai vẫn rất an toàn bởi lợi nước ối bao quanh và màng tử cung chắc chắn, bé khó có thể bị đau vì chuyện yêu của bố mẹ. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, mẹ bầu vẫn nên tránh các hành động quá mạnh mẽ và thô bạo. Thứ ba, chúng ta cùng đi tìm hiểu làm đẹp khi mang thai, bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thứ nhất là nhuộm tóc, các mẹ có nên hay không? Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc nhuộm đến sự phát triển của em bé trong bụng, nhưng để an toàn, mẹ bầu nên rời ý định nhuộm tóc đến tam cá nguyệt thứ hai khi thai nhi đã trở nên cứng cáp. Đồng thời, mẹ cũng nên lưu ý tới việc chăm sóc tóc sau khi nhuộm nếu không muốn mái tóc trở nên xơ xát. Tránh xa các dịch vụ xông hơi hay bồn tắm massage. Sự gia tăng nhiệt độ trong cơ thể khi mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, sẽ làm tăng nguy cơ dị tật của thai nhi. Thứ ba là tránh sơn móng tay khi mang thai. Theo một nghiên cứu tại trường Đại học Y tế Cộng đồng của Colombia, những trẻ tiếp xúc nhiều với Fortales, hóa chất có chứa nhiều trong sơn móng tay, thường có chỉ số IQ thấp hơn so với những đứa trẻ khác. Ngoài ra, cũng theo các chuyên gia, mùi của sơn móng tay và các hóa chất trong tiệm làm tóc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của các mẹ bầu. Thứ tư là tẩy trắng răng. Răng trắng sẽ giúp cho nụ cười của mẹ thêm xinh, nhưng khi mang thai, việc làm trắng răng không hẳn an toàn. Cho tới hiện tại, việc làm trắng răng vẫn chưa được thử nghiệm độ an toàn cho các bà bầu. Ngay cả các bác sĩ chuyên khoa cũng không biết chính xác liệu chúng có gây ra nguy hiểm gì hay không. Hơn nữa, khi mang thai, níu răng của mẹ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tốt nhất là mẹ vẫn nên đợi sau khi sinh thì mới suy nghĩ tới việc này. Thứ tư, chúng ta cùng đi tìm hiểu những hoạt động cần phải tránh trong 3 tháng đầu của thai kỳ là gì. Thứ nhất là kiêng leo trèo, làm việc nặng khi thai nhi trong giai đoạn này. Thứ hai là kiêng gập người lên xuống một cách thường xuyên để tránh tình trạng chóng mặt, choáng váng do máu tụ lên não. Thứ ba là kiêng bắt chéo chân và gập gối vì sẽ làm hạn chế lưu thông máu xuống chân, đồng thời có thể gây ra suy giãn tĩnh mạch. Thứ tư là kiêng đứng quá lâu hoặc đứng lên ngồi xuống một cách đột ngột. Thứ năm là hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất như thuốc xịt muỗi, thuốc đuổi côn trùng và các loại hóa chất tẩy rửa. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới các mẹ bầu vấn đề về ăn gì để cho thai bám chắc vào tử cung trong 3 tháng đầu, cũng như là một số vấn đề cần phải kiêng cữ trong giai đoạn này. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh, website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719.